Chị Kiều Bông xin chào cả nhà nha. Bên em là một cái trung tâm sản xuất và phân phối các loại mai giống nha cả nhà. Cơ sở của em hiện tại chính là tên là Chết Chè. Và bên em thì chuyên cung cấp các loại mai bò con uống rễ, các giống mai mới lạ, đặc biệt là đảm bảo uy tín chất lượng về giống nha cả nhà. Kênh YouTube của em là Chết Chè Bông. Xin mọi người hãy cùng em bấm đăng ký kênh để ủng hộ chị em nha. Và số điện thoại của em là hiện tại em để hai bên đó cả nhà. Của trung tâm của em thì nằm ở quốc lộ 57, xã Vĩnh Thành, huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre. Và sau đây thì xin mời cả nhà hãy cùng em tham quan vườn mai. Và nếu như mà ai thiếu giống nào thì xin hãy liên hệ bên vườn mai của Chú Chè Bông nha. Xin mời cả nhà. Rồi, và bây giờ em sẽ cùng với cả nhà đi vào vườn mai của Chú Chè Bông nha. Bên em thì cung cấp rất là nhiều giống mai đẹp nha cả nhà. Đầu tiên thì em sẽ giới thiệu với cả nhà các cái giống mai liền cốt trước nha. Đó chính là hàng dảo nè, đại lộc nè, siêu nụ nè. Nói chung là rất nhiều các loại mai đẹp luôn. Xin mời cả nhà cùng tham quan với em nha. Nếu mà ai thích thì loại nào thì xin hãy alo em nha. Em sẽ gửi đến nhà nha cả nhà. Và cả nhà ơi, đây là một cái giống mai đầu tiên em muốn giới thiệu với cả nhà, đó chính là hàng dảo Thủ Đức liền cốt bên vườn mai của Chú Chè Bông nha. Thì loại này liền cốt 3 mùa rồi cả nhà. Củ của nó thì gói to cũng bằng ngón tay cái của em ha. Còn cái phần ở trên thì chắc là lớn hơn điếu thuốc rồi, bởi vì em nuôi 3 mùa. Đặc biệt cái này là em đôn tàn, tàn rất là nhặt nhánh như thế này thì Tết nay chúng ta sẽ được một cây mai nở hoa rất là khích cả nhà. Bởi vì khi mình đôn á, cái nó nhặt như thế này á, thì những cái mắt lá nó nhặt như thế này thì nó sẽ ra hoa rất là khích nha cả nhà. Đây, cây cao tầm khoảng 30 cho đến 35 nha. Rễ thì đủ kiểu đa dạng nha cả nhà. Đó. Rồi cái này là thích hợp cho ai mà trồng tán thông ha. Rồi thích hợp cho những ai làm mô hình kinh tế, đặc biệt là những khi mà mình đắp cái mô á, trồng kinh tế thì rất là cao cả nhà. Đó, cây nó cành nhánh như thế này. Và đặc biệt cái lô này đang chuẩn bị ra thêm một cái cơ đọt nữa đây. Nó đang bung búp nè cả nhà. Loại này thì chỉ có 175.000 một cây thôi cả nhà. Bên em 3 cây thì bà sẽ bao cái vận chuyển cho chúng ta luôn. Và đặc biệt là 10 cây thì bên em sẽ tặng một khuyến mãi một nha. Rồi, và tiếp theo một cái loại nữa cả nhà, đó chính là hàng đại lộc liền cốt. Đó, cây nè, cả nhà nhìn thấy liền cốt là cái mắt ghép và cái cây ghép thì nó đã không còn thấy nữa cả nhà. Nói chung y như là một cái cây zin ha. Thì loại này em bán với giá cũng là 175.000 một cây. Nó rễ thì nó có nhiều kiểu nha. Rễ nơm đủ loại hết ha. Đã uống cái thân giũa giống như dáng lông rồi cả nhà. Đây, đó. Rồi loại này cũng bán với giá là 175.000 một cây nha. Bên em 3 cây thì cũng sẽ bao phí vận chuyển cho chúng ta luôn ha. Nè, cây như thế này nè cả nhà. Đó. Này hàng đại lộc nha. Đại lộc cái này á cả nhà, do là nhiều quá em không có rong lá được, cho nên về cả nhà rong một ít lá trong đây giùm em nhé, cho mấy cái nụ nhỏ nhỏ này nè, nó sẽ bung đọt ra ha. Đó, đây nè, nó đang bung đọt nha. Rồi loại này thì em bán với giá là 175.000 một cây luôn nha cả nhà. 3 cây thì bên em cũng bao phí vận chuyển luôn nha. Và một cái loại liền cốt nữa tiếp theo nữa, đó chính là hàng dảo siêu nụ nha cả nhà. Đó. Cây này nó đang ra một cái cơ đọt tuyệt vời đẹp luôn nè. Cả nhà nhìn thấy ha. Cây sinh trưởng rất là khỏe và loại dạng siêu nụ này thì rất là dễ chăm cả nhà. Cây này nó Tết nó cũng rất là dễ xử lý ra hoa luôn á cả nhà. Đó, đây. Rồi loại này thì giá cũng 125.000 một cây nha. 3 cây thì bên em cũng sẽ bao ship luôn. 10 cây thì bên em sẽ tặng một lô này, rễ tương đối đẹp nha. Đó, đây. Cành nhánh cái này liền cốt tập được khoảng 80% rồi nha cả nhà. 125.000 một cây. 3 cây thì bên em cũng sẽ bao ship và 10 cây thì bên em cũng sẽ tặng một. Và cả nhà ơi, bên em thì ưu đãi, chương trình ưu đãi thì chúng ta lấy 10 loại mà bất cứ loại nào đi chăng nữa, nếu đủ 10 cây thì bên em sẽ tặng một cây nha. Rồi, và tiếp theo là một cái lô nữa, đó chính là hàng dảo Phú Tân cả nhà. Phú Tân thì cái loại này nó chịu lạnh rất là tốt, cực kỳ tốt luôn ha. Thì loại này em bán với giá là 100.000 một cây. Lô này thì rễ tương đối đẹp cả nhà. Nó có bí nữa nè, có bí rồi có những cái rễ quái, rễ thú. Và đặc biệt là đã uống cái thân giữa như là dáng lông luôn này. Đó, cây thì uống dựng cái ngọn giữa y như là cái dáng lông nè, y như tán thông luôn cả nhà. Rồi loại này chỉ có 100.000 một cây thôi nha. 3 cây thì bên em cũng sẽ bao ship luôn. Đó, 10 cây thì sẽ tặng một ha. Đó. Đây, và em sẽ hướng về bên đây cả nhà. Đó chính là chúng ta muốn
sưu tầm một cái màu mới ở trong vườn, đó chính là hàng cúc cam. Đó cả nhà, cúc cam thì loại này thì em bán với giá là 90.000 một cây nha. 3 cây thì bên em sẽ bao ship. Cả nhà ơi, là do là trời nắng mưa thất thường quá cho nên là có một ít lá nó bị cháy. Em nghĩ là chống chất trong vườn mai mình cũng sẽ bị, tuy nhiên nó không sao nha cả nhà. Bởi vì do thời tiết nắng mưa quá cho nên là mình lãi những cái lá trái đó, rồi mình xịt cái những cái dưỡng lá đầu vào là cây nó sẽ phát triển rất là khỏe nha. Đó cả nhà, nó đang ra đọt đây. Rồi, loại này thì giá 90.000 một cây, 3 cây thì em cũng sẽ bao ship cho chúng ta luôn nha. Rồi, một cái hàng cúc nữa cả nhà, đó chính là cúc quý phi. Cúc quý phi loại này thì hoa bông chùm rất là đẹp, chùm luôn cả nhà. Loại này giờ chúng ta cũng có thể lấy bo được luôn nè. Em bán với giá là 150.000 một cây nha. 3 cây thì bên em cũng sẽ bao ship. Cái loại này 2 cây chứ, 2 cây thì bên em cũng sẽ bao ship luôn nha. Rồi, và một cái giống cúc 24 đến 36 cánh. Hàng chỉ có 80.000 một cây thôi cả nhà. Đang ra đọt rất là đẹp. Đây. Đó. Rồi, 80.000 một cây nha. 3 cây thì bên em cũng sẽ bao ship. Đó chính là hàng cúc Tân Châu. Rồi, và một cái giống nữa cả nhà. Đó chính là hoa hồng Thanh Tú nha. Loại này thì khoảng 2 tấc mấy thôi. Cả nhà nhìn thấy cái đọt nó rất là đẹp. Hoa thì nó giống như hoa hồng luôn cả nhà. Loại này em bán với giá là 350.000 một cặp nha. Rồi, gốc thì đều xử lý rễ hết ha. Rồi chúng ta môi xuống cái lô này rễ em thấy cũng được thôi, chứ nó cũng không đẹp lắm nha cả nhà. Là 350.000 một cặp em sẽ bao ship nha. Rồi bên đây chính là hàng thọ hương nè. Thọ hương này thì giá chỉ có 80.000 cây thôi. Giờ chúng ta có thể lấy bo được luôn á. Đó, đây cả nhà, 2 tấc mấy đi lên nha. Rồi giá 80.000 một cây. 3 cây thì bên em cũng sẽ bao phí ship luôn nha. 10 cây tặng 1, cúc thọ hương bông chùm rất là đẹp cả nhà. Rồi tiếp theo bên đây chính là giống cúc 2 tầng Quỳnh Tấn Phát nha. Loại này thì em bán với giá là 100.000 một cây. Cả nhà nhìn thấy cái mắt lá rất là nhặt thì cho nụ rất là dày luôn á. Đó, loại này giờ chúng ta cũng có thể lấy bo được một ít ha. Loại này 100.000 một cây nha cả nhà. 3 cây thì bên em cũng sẽ bao ship luôn nha. Rồi, hàng bên đây là hàng Tân Châu. Tân Châu này thì gốc của tổ chim nè. Rồi đủ loại, nó đã liền cốt được 80-90% rồi ha. Loại này thì Tân Châu này là 24-36 cánh thì giá 100.000 một cây nha. Đó, hồi nãy em có loại 80, bây giờ có loại 100 ha. Rồi, và bên đây chính là cúc hông nhị Hoàng Quyết Long. Rồi, loại này thì lấy bo vô tư nè. Em để cái chiều cao cho chúng ta lấy bo thoải mái luôn nha. Rồi, giá 125.000 một cây nha cả nhà. 2 cây thì bên em sẽ bao phí vận chuyển luôn. Loại này à, cái lá dài dài ha, vậy chúng ta lấy bo được liền luôn nè. Cúc hông nhị của Quỳnh Tấn Phát, Hoàng Quyết Long này hoa rất là đẹp nha cả nhà. Bông chùm ha. Rồi, và hàng bên đây, hàng mai quấn. Rồi, 100.000 một cây nha cả nhà. Quấn ha, 100.000 một cây. Có là mấy cái gốc đẹp như thế này thì giá là 200.000 một cây nha. Đó, cả nhà nhìn thấy ha, cái quấn của nó cũng dài nè. Mà em được có mấy cây thôi à. Đó, đây. Rồi, giá 200.000 thì được có 3-4 cây thôi. Còn như là giá 100.000 cây nha cả nhà. Rồi, 3 cây thì bao ship nha. Rồi, hàng bên đây là hàng bạch mai Miến Điện. Đó, loại này thì chỉ có 80.000 một cây thôi cả nhà. 3 cây thì bên em cũng sẽ bao ship luôn nha. 80.000 một cây, 3 cây bao ship luôn. Rồi, và tiếp tục bên đây chính là giống cúc bi cả nhà. Cúc bi ha, cúc bi bông chùm. Loại này là không rụng nụ mà bông chùm nở lâu tàn nè. Giá chỉ có 80.000 một cây thôi. 3 cây thì bên em cũng sẽ bao ship luôn nha. Cây cao khoảng 2 tấc mấy cả nhà. Rồi, hàng bên đây chính là giống cúc bốn lông. Thì loại này thì cả nhà đã biết rồi, cái loại này nó ra hoa lớn, tương đối lớn, lớn hơn các loại cúc khác luôn. Giá 100.000 một cây nha cả nhà. 3 cây thì bên em cũng sẽ bao ship cho chúng ta luôn nha. Rồi, bên đây chính là giống cúc Phượng Hoàng. Cúc Phượng Hoàng ngọt đỏ cả nhà. Rất là đẹp, hoa cũng rất là đẹp luôn. Loại này em bán với giá là 250.000 một cặp ha. Một cặp thì em bao ship. Và loại này chúng ta có thể lấy bo được luôn rồi nha cả nhà. Đó, cây nó như thế này đây. Rồi, tiếp tục hàng bên đây chính là giảo đa phúc cả nhà. Đa phúc thì loại này có 8-12 cánh nhưng mà bông rất là to nha. Loại này thì giá 90.000 một cây nha. 3 cây bên em cũng sẽ bao ship luôn. Đó, 90.000 một cây. Và bên đây chính là giống cúc 7 tầng, hay còn gọi là cúc tiên ong cả nhà.
Đó, thì loại này em bán với giá là 100.000 một cây nha. 100.000 một cây. Ba cây thì em cũng sẽ bao ship luôn. Ra hàng bên đây chính là hàng cúc VIP nha. Cúc VIP đây. Cúc VIP loại này 80.000 cây nha cả nhà. Ba cây thì bên em sẽ bao ship luôn nha. Loại này về lấy bo được rồi. Cây cao khoảng 2 tấc mấy nha cả nhà. Và tiếp theo bên này đó chính là cái giống cúc nhị đỏ này. Cúc nhị đỏ hay còn gọi là cúc lai VIP. Loại này em bán với giá là 250.000 một cặp nha. Đó, bông rất là to cả nhà. 250.000 một cặp bao ship luôn ha. Và bên này chính là giống giảo nhung cả nhà, 80.000 một cây nha. Ba cây thì bên em cũng bao ship luôn. Giảo nhung ha. Đó, cây cao khoảng 2 tấc mấy, giờ lấy bao được rồi cả nhà. Rồi, đó chính là cái giống mai bên vườn mai của chiếc chè bông nha. Quên nữa, còn một loại cúc đậu xanh cả nhà. Rồi, cúc đậu xanh bông chùm nha, rất là đẹp luôn. Loại này 100.000 một cây nha cả nhà. Ba cây thì bên em cũng sẽ bao ship nha. Đó, đây là cúc đậu xanh. Rồi, thêm một cái giống hoa mai thơm ơi là thơm, đó chính là quảng hương mộc mai nha cả nhà. Giá 250.000 một cặp nha. Loại này về chúng ta lấy bo được rồi nè. Cây già lá to ha. À, quảng hương mộc mai thì hoa rất là thơm ha. 250.000 một cặp nha cả nhà. Và đó chính là các cái giống mai bên vườn mai của chiếc chè bông á. Ai thích loại nào thì xin hãy liên hệ trực tiếp bên vườn mai nhà em nha. Xin cảm ơn cả nhà đã quan tâm theo dõi.